hình ảnh hãi hùng các dàn hỏa thiêu thi thể bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Hiện nay, cuối tháng 4 2021, mỗi ngày Ấn Độ ghi nhận hàng trăm ngàn ca nhiễm SARS-CoV-2 và hàng ngàn ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Các chuyên gia dự báo Ấn Độ thậm chí vẫn chưa tới đỉnh dịch. Số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng nhanh với tình trạng bệnh xấu đi đã khiến hệ thống y tế Ấn Độ bị quá tải nghiêm trọng. Nhiều bệnh nhân đã thiệt mạng do không được cung cấp oxy vì thiếu máy thở và bình oxy. Chính phủ Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để cung cấp đủ oxy cho các bệnh nhân, nhưng tình hình vẫn đang rất căng thẳng. Trong lúc đó, các lò hỏa thiêu ở Ấn Độ phải hoạt động quá công suất để xử lý lượng lớn thi thể bệnh nhân COVID-19 được đưa tới đây. Các lò hỏa thiêu ở Ấn Độ phần lớn là ở ngoài trời, nhiều lò mới được dựng lên để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp. Phương pháp hỏa táng chủ yếu là dựng dàn hỏa thiêu và sử dụng củi để thiêu các xác chết. Tình cảnh ở ngay cả thủ đô New Delhi cũng rất thảm thương, với các bãi hỏa táng đã quá tải, nghi ngút khói từ hoạt động hỏa thiêu tập thể. Người ta đã phải đốt nhiều tấn củi, nhưng các thi thể vẫn được ùn vận chuyển tới các khu vực này. I'm so high, yeah.